Vào ngày 12 tháng 8 năm 2023, Eolusten Trung Quốc, Phong Thần, một thương hiệu con của nhà sản xuất xe Trung Quốc Dongfeng Motor Corporation, đã chính thức ra mắt với giới truyền thông nước này. Eolusten Hao Han được định vị là một chiếc SUV nhỏ gọn. Mẫu SUV cỡ nhỏ Hao Han được xây dựng trên nền tảng DSMA 2.0 do Dongfeng phát triển, cho các mẫu xe chạy xăng và điện thông thường. Dongfeng thông báo rằng Hao Han là chiếc xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống hybrid phân tách điện song song. Trong clip hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và đánh giá nhanh Dongfeng Eolusten Hao Han, SUV nhỏ gọn ngon, bổ, rẻ với đầy đủ bản xăng, hybrid và điện, giá từ 322 triệu đồng. Ở lần ra mắt này, Dongfeng cho biết Eolusten Hao Han sẽ có tổng cộng 4 phiên bản, trong đó bản máy xăng và HEV được trình làng lần này, còn bản thuần điện của Eolusten Hao Han sẽ ra mắt vào quý 4 năm nay, cuối cùng là và mẫu Eolusten Hao Han PHEV sẽ ra mắt vào quý 1 năm sau. Lộ trình phân phối xe cũng có, và giá bán cũng được tiết lộ trong lần ra mắt này, với giá khởi điểm thấp nhất là từ 99.900 nhân dân tệ, tương đương 322 triệu đồng và giá xe Eolusten Hao Han cao nhất lên đến 136.900 nhân dân tệ, khoảng 441 triệu đồng. Hao Han phiên bản xăng. Về ngoại hình, Hao Han có hình dáng mạnh mẽ, mặt trước sử dụng lưới tản nhiệt hút gió hình thang ngược mang tính biểu tượng của hãng, với phần trang trí theo phong cách thiết kế kỹ thuật số hình ngôi sao hoàn toàn mới, và đèn pha thanh mảnh để tăng thêm khả năng nhận dạng cho xe. Ngoài ra, chiếc xe Eolusten Hao Han mới còn được trang bị đèn hình chữ A bầu trời đầy sao, ở hai bên khu vực phía dưới, đèn mới lạ tạo thêm cảm giác thiết kế cho hình khối. Các đường gân bên thân xe được kéo dài hơn, mái đen trượt xuống, tư thế thân xe thấp trước cao sau, vòng eo không thẳng. Kích thước thân xe của Eolusten Hao Han bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao, lần lượt là 4.650mm, 1.905mm, 1.630mm, với chiều dài cơ sở lên đến 2.775mm. Kích thước mâm xe Eolusten Hao Han có các tùy chọn 18 inch, 19 inch và 20 inch. Ở phía sau xe, Eolusten Hao Han áp dụng thiết kế cụm đèn hậu kiểu xuyên suốt, trang bị cánh lướt gió cỡ lớn và bộ khuếch tán phía dưới, đồng thời kết hợp với tổng cộng 4 hệ thống ống xả ở cả hai bên, mang đến hiệu ứng hình ảnh thể thao hơn. Về ngoại hình, mẫu plug-in hybrid sử dụng mặt trước kín, hai bên có trang trí kiểu răng nanh, trông độc đoán hơn. Đèn pha thanh mảnh được thống nhất với các mô hình năng động khác, làm nổi bật phong cách thời trang của bản Eolusten Hao Han chạy bằng xăng và điện kết hợp. Thiết kế của phiên bản HEV gần giống với phiên bản chạy xăng hơn, với lưới tản nhiệt hình thang ngược phía trước, được tô điểm bằng phong cách thiết kế kỹ thuật số hình ngôi sao hoàn toàn mới, và khu vực đèn sương mù được trang trí bằng hình tam giác. Các chi tiết khác vẫn giống như phiên bản PHEV. Mẫu Eolusten Hao Han EV ngoài cùng bên phải trên ảnh, sử dụng lưới tản nhiệt kín, không giống như các phiên bản khác, đèn pha của nó không xuyên thấu mà bị ngắt ở giữa và toàn bộ mặt trước thuôn gọn hơn. Nội thất xe Eolusten Hao Han. Bên trong khoang lái, Eolusten Hao Han được trang bị tổ hợp đồng hồ LCD 10,25 inch màn hình LCD cảm ứng 13,2 inch, tích hợp AGHUD giúp việc đọc thông tin thuận tiện hơn khi lái xe. Xe được trang bị hệ thống thông minh WinLink OS 2.0, có chức năng điều khiển nhận dạng giọng nói và điều khiển từ xa trên ứng dụng di động, đồng thời hỗ trợ Internet trên các phương tiện, mạng 4G, 5G, nâng cấp OTA và điểm truy cập Wi-Fi. Về phần cứng thông minh, chiếc xe mới sử dụng chip hỗ trợ lái xe 7 nanomet, cũng như 6 camera và 6 radar siêu âm. Cảnh báo va chạm trực diện, cảnh báo cắt ngang phía sau, hành trình thích ứng ở tốc độ cao, cảnh báo phương tiện lùi khi lùi, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông. Hình ảnh toàn cảnh 360 độ độ nét cao, khung xe trong suốt, hình ảnh 540 đều được trang bị. Hệ truyền động. Về sức mạnh, Eolusten Hao Han sẽ được trang bị hệ thống động lực Dongfeng Max trên tất cả các dòng xe, cung cấp 3 tùy chọn phiên bản nhiên liệu 1.5T, phiên bản HEV và phiên bản plug-in hybrid. Trong đó, động cơ 1.5T trang bị trên mẫu xe Hao Han DHI có công suất cực đại 204 mã lực. Công suất tổng hợp 292 mã lực và mô-men xoắn tổng hợp 565 Nm. Kết hợp với hộp số hybrid thông minh 4 cấp, mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện theo tiêu chuẩn NEDC là 4,2 lít trên 100 km. Mẫu PHEV cung cấp công suất kết hợp cao hơn là 355 mã lực và mô-men xoắn 615 Nm. Còn ở bản thuần điện, chiếc xe Eolusten Hao Han mới cung cấp các tùy chọn quãng đường 445 km, 520 km, 650 km và 750 km. Đáng tiếc là các thông số sức mạnh khác vẫn chưa được công bố.